Con này nó quay đây đúng không? Đông mấy rồi nhỉ? Đông rồi, đông chưa, đông rẽ rồi.
đông người. Ô, người chạy này sao? Đi tìm kem ăn nhá. Lên tầng không? Đây kia lên tầng à? Con giỏi lắm rồi. Trước khi đặt cái cung rồi. Người cung.